Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới tươi vui, tràn đầy sức khỏe. Đây là cây sung ở trong vườn chúng tôi. Chúng tôi đã trồng nó được nhiều năm. Hôm nay nó sum xê rất cao lớn và trái rất nhiều. Mỗi năm vào mùa sung chín, rất nhiều ông rủ nhau đến ăn những trái sung này. Đây là cây đào, những trái đào rụng đầy dưới gốc. Cây sung này là loại cây trái không được lớn nhưng mà trái rất ngọt và những con ong rất thích. Đây là một trong những trái sung mà con ong nó ăn. Trái này bị con ong nó ăn nè.
những cây ớt ở nhà chúng tôi. Trái khá lớn và rất cay. Video của chúng tôi đến đây tạm chấm dứt. Chúc các bạn một ngày mới tươi vui, tràn đầy sức khỏe.